nhằm giúp doanh nghiệp có thể ứng phó với những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra, đảm bảo kinh doanh không gián đoạn. Mới đây, tập đoàn FPT đã đưa ra chương trình hỗ trợ doanh nghiệp với tên gọi là FPT EcoVax. Chương trình đã cung cấp bộ giải pháp số giúp doanh nghiệp quản lý làm việc từ xa thông suốt, giao việc hiệu quả, kết nối khách hàng liền mạch, không tiếp xúc với gói hỗ trợ miễn phí 1 năm. Giải pháp tiếp theo sẽ là chương trình đào tạo vaccine cho doanh nghiệp với khách mời là các doanh nhân, chủ các tập đoàn, ngân hàng hàng đầu. Những diễn giả sẽ chia sẻ về những kinh nghiệm vượt khó, chiến lược phục hồi, từ đó tìm ra những giải pháp khắc phục phù hợp trong hoàn cảnh hiện nay. Khóa học đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 9 tới đây với chủ đề Cứu sinh.